Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lại tiếp tục lên sóng phục vụ các bác một con lọc khí sáp VIP ngon, bổ, rẻ, lành, bền, đẹp. Đúng tiêu chí của người Việt mình luôn nhé. Đây là em nói thật chứ không phải là mua ly phê gì đâu ạ. VIP vì sao ạ? Vì con này nó là dòng máy cao cấp của sáp Ion 25.000 ạ. Ở cái thời điểm nó sản xuất thì nó là cái model cao cấp nhất. Đấy là VIP ạ. Ion 25.000 các bác nhé, cao cấp nhất, rẻ. Con này em bán 2.2 triệu, bảo hành 1 năm. Bền đẹp thì bọn này không phải nghĩ rồi. Bền đẹp, màu mận chín, cực sang trọng luôn. Đặt không gian nhà sang trọng, bền màu. Riêng đối với màu mận chín này các bác dùng lâu không bị ngả màu. Đấy là một cái ưu điểm. Đặt trong nhà rất là sang nhé. Giá thành thì siêu rẻ, rẻ như cho. Máy đã đấu biến áp điện 220V rồi ạ. Cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Đấy. Mã máy là KI-AX70. Con này đây ạ, tem mác nó đây các bác nhé. 91W khủng chưa? Dùng phòng trên 70m2 được. Đấy. Trên 70m2 các bác nhé. Thế mới kinh khủng luôn, 91W. Đấy, sạc KI-AX70. Có bánh xe đẩy các bác nhé. Màng HEPA thay mới. Đấy. Vẫn để nguyên ni lông này. Yeah. Quá đẹp luôn, con máy rất đáng để các bác mua với cái tầm tiền hơn 2 triệu thì nó là vô địch luôn rồi. Về độ VIP Ion 25.000 khử khuẩn rất tốt. Kinh khủng luôn. Màng tạo ẩm cái thứ zin còn rất đẹp các bác nha. Một con máy theo em đánh giá là khá hoàn hảo cả về nội ngoại thất, mọi thứ ok, không có gì để chê cả. Rất đẹp luôn. 2.2 triệu, bảo hành 1 năm. Bác nào chốt qua alo em nhé, mã số 15. Chào các bác.